Hello anh em. Thì sau 6 ngày mình chờ đợi cái đơn hàng này nó cuối cùng nó cũng đã về. Bây giờ mình sẽ mở ra coi thử. Má ơi, nó ship lâu thiệt luôn á. Nó ship từ tới ngày hôm nay là ngày thứ 6 rồi. 6 ngày. Không biết con rùa trong đây nó chịu nổi không. Bây giờ phải khui ra lẹ. Chứ không thôi mình sợ nó ngủm cù đeo luôn các bạn. Thì chờ đợi rất là lâu. Bây giờ nó về tới đây không biết nó còn sống nổi không. Cái thời tiết Sài Gòn này mà chờ tới 6 ngày lận. Sợ nó chết queo trong này luôn rồi. Mở hàng mà tay hồi hộp quá. Con dâu lam này nó bị cùn nữa. Dán kỹ dữ trời. Shop dán kỹ quá. Ê, còn sống các bạn ơi. Đây. Cái mặt nó đây. Vẫn còn sống nha. Thật là thú vị. Đây. Vẫn còn sống. Ồ, nó dơ quá. Bây giờ mình sẽ đi bỏ nó vô một cái thau nước cho nó tắm cái đã.